Thank you mọi người. Chúc chán đời. Anh này. Đi thang đi để tôi cho nó sang. Cảm ơn Thủy, cảm ơn chị. Cảm ơn anh đã giúp. Mọi người không thấy à? Ô này từ từ đã, đợi nhân hai con quỷ kia. Đợi nhân hai. À không không, phải đủ quà mà nhân hai. Cảm ơn chị Mai. 4 phút, 3 phút. Từ từ, phải đủ quà đã. Đủ quà bắt đầu mình nhân hai. Đợi một tí. Ui, em cảm ơn cho mọi người. Đáng là phải đợi lên nhân hai đã. Không, có nghĩa là đủ quà xong bắt đầu là lên nhân hai hiểu không? Là mình búp điểm lúc đấy thì mình búp thoải mái luôn. Có nghĩa là phải đủ các cái quà này này. Hấp đi. Cảm ơn mọi người. Không biết có nhân hai không? Cảm ơn mọi đủ người. Đủ rồi, hình như là đủ quà rồi đúng không? Đủ quà chưa mọi người? Mọi người thử xem thử em đủ chưa? Đủ các phần quà chưa? Không nhưng mà đã đủ quà chưa ấy? Phải đủ quà mới đóng nhân hai hiểu không? Đủ chưa mọi người? Đi ơi. Đi. Đi thổi cơm đi, anh ăn cơm đói rồi. Đủ quà chưa mọi người? Không có nhân đôi rồi. Thế thì thôi nhá, đừng tặng nữa. Thì anh hủy nhá. Đừng tặng nữa. Lại hủy nhá. Không, kệ. Okay. Nhưng mà đừng tặng nữa mọi người, đừng tặng nữa. Đợi nhân đôi đi. Trời ơi, mấy con mụ này, đừng trắng thật. Bây giờ đủ có miễn là đủ quà thực hiện là bắt đầu là kèo nào cũng được nhân đôi. Cầm lấy khổ quá. Cầm lấy đi. Mắc kiểu gì đây? Đây này. Đấy, đây này. Hiểu không? Ừ. Chị tặng mũi của sao rồi thôi? Không. Để đợi nhân đôi. Bà lâm, bà lâm. Là cái gì? Bà lâm, nè, nó bà lâm lâm, nè. Không có chuyện gì xảy ra cả, thì sao tôi chưa vào. Hello, bà lâm, bà lâm này. Bà lâm, bà lâm là cái gì? Không có chuyện gì cả. Không có gì. Không cần. Bà lâm, bà lâm, bà lâm. Hey, up comment. Tại sao? Nó cũng chỉ up. Hey, Acid, hello. I love you too, cảm ơn. Acid, I love you. Kiss. No, no, kiss no. Acid nha. Mà. Nè. Ừ. Phải luôn đi. Mệt quá. Lắm chuyện nhỉ. Nắp cái gì, phết cái gì không bạn nắp. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đừng đợi đợi chăm sóc. Từ từ nào mọi người, phí của. Đợi nhân đôi đã. Đây đây. Cảm ơn em, cảm ơn Sun, cảm ơn chị Mai, cảm ơn chị My, cảm ơn chị Vân Bò, cảm ơn chị Xuân, cảm ơn chị Vệ, cảm ơn chị Ngân. Thank you KISL. Thank you mọi người rất nhiều, cảm ơn Indonesia, thank you Mila, thank you Dita, thank you Cá Cha, cảm ơn Hà Mèo. Thank you mọi người rất nhiều. Cái gì đấy? Đùa. Ô. Mày quỷ này. Ui, thấy nó đói rồi. Đói quá. Vừa mới đến đây mọi người. Vừa mới đến khách sạn xong, vừa nhận phòng xong. Này, chỉ thích đi xem mấy cái con mà nó cởi chuồng. Đấy, này. Sợ ma thật. Thank you Mina. Đợi một tí. Này, đợi một tí. Đây rồi, thử thách tốc độ 60 giây đây rồi. Nhưng mà nhân... Hay là mình đợi nhân 3 được không? Đợi nhân 3 hay là nhân đôi luôn. Sợ không có nhân 3 thì sao đúng không? Nhân 2. Mình là top 10. Tổng là mình top 10 luôn. Đơ luôn máy rồi đây này. Bị đơ rồi. Không phải, bị lang. Của em đơ máy thôi anh ạ. Nó lang. Đúng rồi, tắt comment đi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Xuân. Hôm nay sẽ sớm bắt đầu. Cảm ơn Tú Như. Đợi một tí. Nhưng mà đã đến khúc nhân 2 chưa? Là nhân 2. Ui, anh Cô Lan vào. Em cảm ơn anh. Ngày cuối của sự kiện đấy rồi. Em cảm ơn anh. Anh Cô Lan vào. Cảm ơn bé coi.
Nhưng em vẫn đang top 10. Thank you em, cảm ơn Hà. Sợ ma. Một kèo duy nhất mọi người, một kèo duy nhất thôi. Cảm ơn Sun. Thank you Hà, cảm ơn mọi người. Mình có mấy thôi. Có một ngày mình có tầm thôi mà. Một mờ bảy điểm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn gia đình nhà mình. Cảm ơn em. Cảm ơn Hà, cảm ơn Sun, cảm ơn Cỏ. Cảm ơn bé coi. Cảm ơn Giang Dương. Để xếp hết trận này thì mới biết là mình đứng ở top mấy. Cảm ơn Thư Thư. Cái này là kéo được nhân đôi điểm đây này. Ui, này cả ở đâu đấy? Cảm ơn cô Như. Thank you mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ui, cái gì đấy? Cảm ơn Ngọc Diệp. Tô ba rồi. Tô ba rồi. Đây này. Đúng rồi. Tô tổng đúng rồi. Tô ba luôn. Có, từ Tô ba rồi. Quá ok rồi mọi người, Tô ba rồi. Tô ba sự kiện luôn rồi. Sợ ma. Sợ ma. Còn 11 phút nữa để đua top mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you mọi người. Chuyên đua top trong những phút cuối đây. Vi ơi. Vi. Vi. Vi ơi. Vi. Vi ơi. Đi thổi cơm đi. Đi thổi cơm. Cảm ơn mọi người. Tôi ba luôn rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Mấy phút để đua nó. Đua thực hiện. Em cảm ơn Coi, cảm ơn Hà, cảm ơn em, cảm ơn Sun, cảm ơn chị Mai, cảm ơn chị My, cảm ơn chị Xuân, cảm ơn chị Vân, cảm ơn Giang Dương. Ngày cuối cũng là những giây phút cuối đây. Nếu này biết có nhân đôi nữa thì ngon này. Nếu này mà có nhân đôi thì có khi mình sẽ đuổi kịp. Đúng không? 1 triệu. Thử thách tốc độ 30 giây. Nhân 3. Ui, biết thế kèo vừa xong em để kèo này có phải không? Ui, kèo này nhân 3. Kèo này nhân 3, kèo vừa xong nhân đôi. Ui giời, ui, đúng là nước đi sai lầm thật. Củ chuối thật. Cảm ơn Cỏ, cảm ơn mọi người. Không đủ rồi. Chết rồi, không đủ điểm rồi. Phí của rời quá. Quả nhân ba này đáng ra là mình. Đáng ra cái nhân ba này mình lên top 1 rồi. Đúng không? Phí thế. Cảm ơn Phúc. Ui giời, hiểu vì bạn đã ơi, sao vừa xong nhân ba này không thấy người đâu vậy. Cảm ơn Tú Như, cảm ơn bạn đã nhá. Cảm ơn mọi người. Ui, cảm ơn Tú Như. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you mọi người. 71. 71. Cảm ơn chị, cảm ơn Cỏ. Từ từ đã. Mình tròn 1 triệu điểm này. Tròn 1 triệu điểm, từ từ để em tính. Tròn 1 triệu điểm. Ơi. Ơi. Ờ, chưa, nhưng mà làm gì có cơm? Cơm đâu? Hử? Cái gì? Ờ, con vịt. Ừ. Ăn cơm con vịt. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Hả? Kèo này một kèo nữa. Kèo này một kèo nữa. Kèo sau mà được nhân 3 nữa thì xem nào. Còn một kèo cuối cùng anh ơi. Nhanh nhanh nhanh.